Truyền thông Mỹ đưa tin Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC đã tiến hành điều tra công ty OpenAI với cáo buộc sản xuất công cụ chatbot GPT vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng khi làm tổn hại danh tiếng và gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân của họ. Từ Washington Post ngày 13 tháng 7 trích dẫn một tài liệu cho biết tuần này, FTC đã gửi văn bản dài 20 trang trong đó yêu cầu cung cấp các hồ sơ về cách OpenAI xử lý những rủi ro liên quan tới các mô hình trí tuệ nhân tạo AI của công ty này. Hiện FTC đang điều tra xem tài liệu OpenAI có dính líu tới các hoạt động hoặc các hành vi lừa đảo gây tổn hại danh tiếng của người tiêu dùng hay không. FTC và OpenAI chưa phản hồi về thông tin trên. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định động thái này cho thấy đây là hành động pháp lý mạnh nhất đối với OpenAI. Công ty khởi nghiệp được ông lớn công nghệ Microsoft hậu thuẫn trong bối cảnh các sản phẩm AI tạo sinh của công nghệ mê hoặc người tiêu dùng và các doanh nghiệp, song đi kèm với đó là làm gia tăng các mối quan ngại về những rủi ro tiềm ẩn. Khi cuộc đua phát triển các dịch vụ AI đang tăng tốc như vụ bão, Việc giám sát quy định đối với công nghệ này cũng được đẩy mạnh. Vào tháng 5 năm nay, hãng tin Reuters Anh đưa tin khi các cơ quan quản lý toàn cầu đang hướng tới việc áp dụng các quy tắc hiện có, bao gồm mọi khía cạnh từ bản quyền và bảo mật dữ liệu cho tới hai vấn đề then chốt là cung cấp dữ liệu mô hình AI và nội dung mà các mô hình này tạo ra. Riêng tại Mỹ, lãnh đạo phe đa số bị Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi luật hóa toàn diện để thúc đẩy và đảm bảo các biện pháp bảo vệ liên quan AI, đồng thời cho biết sẽ tổ chức một loạt diễn đàn sau năm 2023. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, OpenAI cũng gặp rắc rối pháp lý khi cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy, Ranti, yêu cầu công ty này đình chỉ hoạt động của chatbot ChatGPT và nghi ngờ đây là do vi phạm các quy tắc về quyền riêng tư của Liên minh châu Âu. ChatGPT đã được khôi phục hoạt động ở quốc gia Nam Âu này sau khi OpenAI nhất trí cài đặt các tính năng xác minh độ tuổi và cho phép người dùng châu Âu ngăn chặn việc khai thác thông tin cá nhân của họ để đào tạo mô hình AI.